Children from Kinder 1 and Kinder 2 will now perform a traditional Vietnamese dance. This is a dance that was created by an ethnic group of Vietnamese mountain. This song is about how they appreciate their nature and show their gratitude towards people and community. Bài hát thể hiện sự biết ơn đối với thiên nhiên và những thành viên trong cộng đồng. Please put your hands together and welcome the children to the stage. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng các con lên sân khấu. Xin chào quý vị khán giả. Sau đây là tiết mục múa. Cô giáo em là hoa Eban của dân tộc miền núi Tây Nguyên. Do các bạn ở lớp K1 và K2 tới nhận. Xin gửi đến quý vị khán giả cho một tràng pháo tay thật to đó cổ vũ cho các bạn. Thank you.